Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sốc nhờ làm ruộng, bà Lê Thị Bích Chân đã nuôi chồng lên đến chức Thủ tướng Việt Nam. Cho tới giờ này, tức là sau 2 năm ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng, thì người dân mới biết tên tuổi của phu nhân Thủ tướng. Lần đầu tiên là tối ngày 9 tháng 1, ông Phạm Minh Chính dẫn vợ ông xuất hiện trước công chúng tại buổi gặp mặt chiêu đãi đoàn ngoại giao nhân dịp đầu năm 2023, Tết Quý Mão. Lần ra mắt này có cả quan chức trong và ngoài nước, tuy nhiên báo chí vẫn chưa cậy được tên của phu nhân Thủ tướng để đăng lên. Lần thứ nhì, bà vợ ông Phạm Minh Chính xuất hiện là chuyến đi công du của ông thăm hai nước Singapore và Brunei. Lần này, tên tuổi bà vợ ông Phạm Minh Chính được công khai trước giới báo chí, bà tên là Lê Thị Bích Chân. Đây là hình ảnh vào ngày 9 tháng 1, bà Lê Thị Bích Chân xuất hiện bên chồng. Có người đặt câu hỏi là chả nhẽ ông Phạm Minh Chính mới cưới vợ hay sao mà đến giờ này, nghĩa là sau 2 năm làm thủ tướng, ông mới công khai vợ. Tuy nhiên thực tế thì không phải như thế. Ông Phạm Minh Chính và bà Lê Thị Bích Chân đã kết hôn từ lâu và con của họ cũng đã lớn. Theo thông tin từ trong nước cho biết, ông Phạm Minh Chính có con gái đã trải qua hai đời chồng. Người chồng thứ nhì tên là Hoàng Ngọc Phương, là người mới được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương của Việt Nam, viết tắt là Việt Tiên Bằng, vào tháng 5 năm 2022. Như vậy là ông Phạm Minh Chính không phải mới cưới vợ mà ông có vợ từ rất lâu. Chỉ có điều ông không trao danh hiệu đệ nhị phu nhân cho bà Lê Thị Bích Chân mà thôi. Đời người phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, có chồng làm thủ tướng thì trong xã hội được bao nhiêu người đây? Cho nên tước bỏ danh phận phu nhân thủ tướng là một sự trừng phạt rất lớn, chứ không phải đơn giản. Hầu hết các quan chức như ông Nguyễn Tân Dũng, ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Phú Trọng đều mang theo phu nhân khi đi công du nước ngoài, dù cho họ có ở cương vị nào. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính thì suốt 2 năm làm thủ tướng vẫn cứ giấu vợ ở nhà. Đây là điều không bình thường. Đây là hình ảnh lần đầu tiên bà Lê Thị Bích Chân theo chồng đi công du ở nước ngoài. Thực tế, từ khi ông Phạm Minh Chính về Trung ương làm trưởng ban tổ chức, ông đã không bao giờ đi cùng vợ. Tuy nhiên, người ta chú ý hiện tượng bất thường này khi ông Phạm Minh Chính làm thủ tướng. Và từ tháng 6 năm 2022, Thời báo.de đã có loạt bài công bố tài liệu mật với ông Phạm Minh Chính đã có đề cập đến chuyện này. Ông Phạm Minh Chính đi công du ở nước ngoài, không dẫn theo vợ. Mới đây, trên tờ báo Tuổi Trẻ có đăng hình ảnh phu nhân ông Phạm Minh Chính ngồi tưới cây lưu niệm do chồng bà trồng tại Brunei. Bà ngồi tưới cây rất tự nhiên. Có người nói đùa rằng bà ngồi giống ngồi xí sổm. Ví von thí thì quá đáng thật. Tuy nhiên, nhìn hình ảnh đệ nhị phu nhân ngồi tưới cây như thế, rõ ràng thiếu đi chất trang nghiêm trong các cuộc tiếp khách quý mang tầm quốc gia. Bà ngồi vô tư như các bà nội trợ đi chợ vậy, ngồi ngã giá tại các quán rau vỉa hè. Có người đánh giá thế ngồi của bà cũng trông dễ thương lắm, chẳng vấn đề gì nghiêm trọng. Lễ nghi có thể học, điều đó cũng khá đơn giản. Và cũng có người nhận xét, có lẽ bà lần đầu tiên làm phu nhân của một người đứng đầu chính phủ của một nước lớn trong khu vực ASEAN, nên chưa quen với kiểu cách của giới chính khách. Đây là hình ảnh có người nói rằng bà ngồi tưới cây giống như ngồi xí xổm vậy. Có người là ví von bà Lê Thị Bích Chân như là hai lúa, nói theo ngôn ngữ miền Tây Nam Bộ. Miền Trung gọi là nhà quê hay từ hai lúa. Tuy dùng từ gì thì ý của từ này chỉ là những người có phong cách như những bà làm ruộng. Nếu ai làm ruộng cũng nuôi chồng làm được như thủ tướng thì chắc xã hội này phụ nữ tranh nhau làm ruộng hết. Thực ra ông Phạm Minh Chính đã nghe dư luận đàm tiếu và ông đã chỉnh sửa. Dù có thực lòng hay không cũng không ai biết, ít ra trong chuyện này ông Phạm Minh Chính cũng đã lắng nghe giới phản động. Nếu ông Chính lắng nghe phản động, quật lại ông già cổ hủ đang ngồi trên cao bảo vệ cho những thứ xàm xí do chủ nghĩa Marx Lenin mang lại thì lại hay biết mấy. Lúc đó ông không những bị phản động đàm tiếu mà có khi họ còn khen ông hết lời cũng nên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin sốc nhờ làm ruộng, bà Lê Thị Bích Chân đã nuôi chồng lên đến chức Thủ tướng Việt Nam.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin có thể lần ra Nguyễn Thị Thanh Nhàn ngay trong chính phủ. Ai là đầu mối đây? Trong tay của Thời báo.de có những hình ảnh độc quyền, hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng của Việt Nam ở Trung Đông cùng với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hình ảnh được chụp vào hồi cuối tháng 3 năm 2022. Thường vụ mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi Trung Đông làm việc cùng một ông bộ trưởng không liên quan gì đến những thương vụ làm ăn của bà Nhàn với các chính quyền địa phương trong nước, mà nó liên quan đến vấn đề lớn, thương vụ mua vũ khí của Bộ Quốc phòng với Israel. Không phải bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp trực tiếp các nhân viên tình báo Israel và nhà cung cấp vũ khí mà họ gặp qua trung gian của tình báo Israel nằm ở Trung Đông. Điều đáng nói là ông Phạm Minh Chính đã cử ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tháp tùng cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Phạm Minh Chính không trực tiếp tham gia đường dây mà qua trung gian ông Nguyễn Chí Dũng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Chí Dũng đi công tác cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến Trung Đông vào cuối tháng 3 năm 2022. Hiện nay, người mạnh nhất của phe Hà Tĩnh đang đi nước đôi. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất của Hà Tĩnh, vừa làm công cụ cho Nguyễn Phú Trọng, cũng vừa là chỗ hợp tác với ông Phạm Minh Chính. Cho nên, ông Nguyễn Phú Trọng muốn Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam nhảy vào chuyện của ông Phạm Minh Chính cũng rất khó khăn. Ngoài ông Trần Cẩm Tú đang có chút qua lại với ông Phạm Minh Chính, thì ông Nguyễn Chí Dũng gần như là bàn tay sai đắc lực của ông đương kim Thủ tướng Việt Nam. Vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tham gia vào thương vụ môi giới buôn bán vũ khí với Israel được ông Phạm Minh Chính cử Nguyễn Chí Dũng đi theo sát. Và có gì thì ông Nguyễn Chí Dũng sẽ báo cáo riêng cho ông Thủ tướng đương nhiệm. Đây là hình ảnh khác của ông Nguyễn Chí Dũng đi đàm phán cùng với Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Trung Đông. Theo thông tin mật được một bạn trong chính phủ cung cấp, sau chuyến đi Trung Đông với Nguyễn Chí Dũng thì một tháng sau bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an Việt Nam C03 ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét trong quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu và gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai của công ty IC và các đơn vị có liên quan. Dường như trong vòng có 30 ngày, cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng đã kịp phát hiện ý đồ của ông Tổng Bí thư và ông Bộ trưởng Bộ Công an và đã thông báo sớm cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trong vòng 30 ngày thôi mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thu xếp được con đường tẩu thoát cho chính bà và 6 đệ tử ruột khác, làm cho ông Tô Lâm bị vồ hồn. Ở bản tin lần trước, tờ Thời báo.de đã nói về ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng gần gũi với ông Thủ tướng nhất, thì nay tờ Thời báo.de nhận được tin trong các bộ trưởng và ông Thủ tướng tin nhất có ông Nguyễn Chí Dũng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Nguyễn Chí Dũng và ông Phạm Minh Chính đang bị cột chặt vào số phận vào nhau. Ông Nguyễn Chí Dũng cần ông Phạm Minh Chính bảo vệ để không bị rơi vào phe của ông Tổng. Nếu ông Nguyễn Chí Dũng bị quật thì Phạm Minh Chính có nguy cơ cũng ngã theo vì nó có liên quan đến số phận của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn. Đây là hình ảnh liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có tìm ra lý do để hốt Nguyễn Chí Dũng hay không. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là đang ẩn náu ở bầu trời châu Âu, được nhiều cơ quan tình báo nước ngoài bảo vệ, trong đó có cơ quan tình báo của Israel, nên ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Chí Dũng có thể an tâm. Khả năng Tô Lâm bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không cao, mặc dù bà Nhàn vẫn đang là với tay ngàn dặm, điều khiển được luật sư của bà kháng cáo lên tòa án cho bà. Cũng có thông tin cho Thời báo.de biết rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tự tin liên hệ với luật sư vì bà tin rằng nơi ăn ở của bà là bất khả xâm nhập đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Giả sử như việc bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là bài toán khó trong Tô Lâm thì tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không nhắm vào Nguyễn Chí Dũng, bởi Nguyễn Chí Dũng đi công tác cùng Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ 30 ngày trước khi Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn kia mà. Ông Trọng có dám làm hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin có thể lần ra Nguyễn Thị Thanh Nhàn ngay trong chính phủ. Ai là đầu mối đây?
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.